Đây, mình sẽ qua cầu Đức Thành 2 các bạn nha. Đây. Mình sẽ quẹo tay trái. Mình đi vô ấp Nội Ô các bạn nha. Ấp Nội Ô của thị trấn Phước Long. Đường này đang sửa chữa nè. Chợ chiều. Đường ấp đang sửa chữa nên khó đi lắm. Quẹo tay trái là qua cầu Đức Thành 1 sẽ qua cầu Sách. Nên mình sẽ quẹo để dài dài. Ấp Nội Ô. Đây là lần thứ 3 mình quay về ấp Nội Ô. Phước Long nè. Chợ chiều nên vắng lắm. Đó là nhà lòng chợ Phước Long. Nhà lòng chợ Phước Long nha các bạn. Đây mình quay trở ngược lại để mình quay tiếp tục cái chợ Phước Long các bạn. Chợ Phước Long thì thuộc ấp Nội Ô của thị trấn Phước Long. Đây là ốc Đồng Tiến các bạn.
đây là chợ Phước Long nha các bạn đó. Ba sao. Là trường tiểu học B thị trấn Phước Long, ấp Nội Ôn nha. Đây là chùa Phước Huệ. Chùa Phước Huệ các bạn. Qua bên chùa Phước Huệ là thuộc một địa phận khác. Đây thì vẫn còn địa phận của ấp Nội Ôn.